hãy quên Hiếu Khổng Lồ, bác sĩ Quốc Anh và Tài Ca Ba Đi vì đã xuất hiện một nhân tố mới siêu khỏe tên là Duy Anh. Cực sốc phát hiện thanh niên siêu khỏe khỏe hơn cả Hiếu Khổng Lồ và Voi Đắk Lắk khi có thể bẻ được thanh lò xo 2 tấn liên tục 5 lần. Chỉ cần nhìn cách ông anh này nâng chiếc xe Dream lên thôi thì tôi có thể chắc chắn với tất cả anh em ở đây thanh lò xo này là Dream 100%. Anh em nào mà muốn coi ông anh này bẻ lò xo 2 tấn tiếp thì qua kênh Duy Anh Store nhé, tôi không có lạnh cho anh em xem đâu, ok.